Xin chào, hôm nay nhà mình nấu món sữa đậu nành. Cái cách nấu này á, là cái công thức mà ở nhà mẹ mình thường hay nấu để bán đó. Thì hôm nay mình nấu cho nhà mình uống sẵn đây rồi mình chia sẻ cùng với cả nhà luôn. Nấu sữa đậu nành tại nhà thì rất là đơn giản. Ở nhà mình chỉ cần có cái máy xay sinh tố đó. Thì mình ngâm đậu nành ra rồi mình xay cho nó thật là nhuyễn rồi mình lược rồi mình nấu thôi. Cũng rất là nhanh luôn ha. Và bây giờ thì xin mời bắt tay vào nấu cái món sữa đậu nành cùng với mình hôm nay nha. Trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị cái phần đậu nành với lại đậu phộng. Ở đây mình có là 500g đậu nành. Thì 500g đậu nành thì mình sẽ cho là 50g đậu phộng ha. Thì cứ vậy mình nhân lên. Nếu mà 1 kg đậu nành thì mình sẽ cho là 100g đậu phộng. Rồi lá dứa này thì khi mình nấu xong mình để vào để cho cái đậu nành của mình nó được thơm ngon nè. Lá dứa thì mình cho nhiều hay ít là tùy mình thôi. Mình cho hơi nhiều thì nó sẽ thơm ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần đậu nành này ra ngoài một cái thau. Rồi cho đậu phộng vào chung luôn. Rồi bây giờ thì mình đem cái đậu nành này mình vo cho nó sạch một hai nước gì đó. Mình vo để mà ví dụ như là có cái hộp đậu nào mà nó bị hư đó thì mình chắc nó sẽ đi theo nước nó trôi ra ha. Hộp nào mà nó hư là nó sẽ nổi lên trên mặt á. Với lại mình vo một hai nước như thế này thì để cho cái đậu của mình nó được sạch nữa. Thì mình vo mình chắc như thế này tầm khoảng 2 nước là được rồi. Xong thì mình cho nước vào ngập như thế này nè. Rồi mình ngâm từ 4 tới 5 tiếng. Đừng có ngâm lâu quá thì nó cũng không ngon nha. Mình ngâm 4 tiếng hoặc là 5 tiếng là cái đậu của mình nó mềm, nó vừa xay rồi. Rồi xong rồi đó mình ngâm được 4 tiếng rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem đi xả cái đậu này. Nhưng mà trước khi mình xả là mình bóp như thế này nè. Mình dò dò nó để cho nó tróc cái phần vỏ đậu nành ra đó. Mình bóp bóp nó xong rồi mình chắc cái nước ra. Thì cái vỏ nó sẽ trôi theo nước nó đi ra. Thì khi mình chắc nó ra thì mình lấy cái gỗ mình hứng lại. Để nhiều khi có những cái hột đậu nguyên á nó sẽ trôi ra. Thì lát nữa mình sẽ lựa lại rồi mình lấy lại ha. Xả như vậy tầm khoảng 4-5 nước gì đó thì cái vỏ đậu nành này nó trôi ra cũng hết rồi. Nó còn sót lại một ít thì cũng không sao ha. Bây giờ mình sẽ đem đậu nành mình đi xay. Thì 500g đậu nành á là mình sẽ sử dụng là 4 lít nước nha. Thì cứ 1 kg đậu nành thì mình cho là 8 lít nước ha. Mình sẽ dùng cái vải the này nè để mình lược đậu nành nha. Nhưng mà mình sẽ chập lại như thế này là 4 lớp để mình lược cái đậu nành của mình nó sẽ mịn và nó không có bị sót cái bã đậu ha. Vậy thì cái sữa của mình nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong cái cối nè. Mình chia ra mình xay 3 hoặc là 4 lần vậy đó. Cái ca nước này là mình lường trước 2 lít nè. Mình xay quận đầu thì mình sẽ sử dụng hết cái 2 lít nước này. Rồi cái đậu nành mà khi mà mình lược ra xong á thì nó còn lại cái xác đó mình sẽ xay lại một lần nữa ha. Thì lúc đó mình sẽ lường thêm 2 lít nước nữa mình xay để cho nó đủ 4 lít nước cho 500g đậu nành. Bây giờ nó đã nhuyễn rồi nè. Mình sẽ đổ ra ngoài cái vải the mình lược ha. Thì cái vải the này á, mình để lên trên cái gỗ á. Mình đổ vô vậy nè, mình không có sợ nó lọt cái xác xuống. Mình cũng khỏi mất công mình canh nữa. Cứ đổ ra đó rồi xong mình tiếp tục mình xay cái phần còn lại. Trong cái lúc mà mình xay cái cối tiếp theo nè thì bây giờ mình sẽ vắt cho nó khô cái phần xác đậu này để lát nữa mình xay lại thêm một quận nữa đó. Mình cứ vắt vậy cho nó chảy từ từ cho đến khi nào mà nó ráo luôn thì thôi ha. Mình vắt nó ráo hết thì bây giờ nó cho ra cái phần xác như thế này nè. Mình lấy cái thau mình cho ra đi để mình lược cái phần tiếp theo. Mình cho thêm đậu phộng vào á là để giúp cho cái sữa đậu nành của mình nó có cái độ béo nhiều hơn nè. Và mình uống nó cũng sẽ thơm hơn, ngon hơn ha. Nhưng mà mình cũng cho vừa thôi chứ mình cho nhiều quá thì khi mình nấu nó sẽ dễ bị khét lắm nha. Thì cái phần đậu mình xay hết, mình vắt hết nước thì nó cho ra bao nhiêu xác đậu đây nè. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ xay cái phần này. Mình lường thêm 2 lít nước nữa nè. Thì mình cứ chia ra, mình cứ xay 2-3 lần vậy đó. Đến khi nào nó hết thì thôi. Rồi mình cũng lược lại giống như vậy ha. Mình cho nước vào xong rồi mình quậy cho nó tan cái phần xác đậu ra cái đi để cho nó dễ quay á. Và tiếp tục thì mình cũng vẫn lược giống như là cái lần đầu mình xay ha. Và chiếc này thì mình cho ra ngoài một cái thau khác đi. Cái thau kia nó cũng hơi nhiều rồi.
mình đổ ra ngoài cái thau khác để cho nó dễ lược á. Sữa đậu nành này nè, mình thấy nấu nó rất là đơn giản mà nó cũng nhanh nữa. Nếu mà mình ở gần những cái khu đông dân cư đó thì mình có thể nấu để bán, cũng người ta cũng dễ mua lắm. Mình bán một bịch tầm khoảng 5.000, 10.000 vậy đó. Nếu như mà mình muốn nấu để kinh doanh á thì mình nên mua cái cối chuyên để xay đậu á. Ở nhà mình mẹ mình nấu bán á, thì có cái cối mẹ mình mua hình như là cũng tầm hơn 1 triệu à. Nhưng mà có thể xay đậu nè, rồi xay được bột để làm bánh luôn nữa. Rất là nhanh mà mình xay được nhiều nữa. Và bây giờ thì mình đã lược xong cái phần đậu nành này hết rồi, thì nó còn lại bao nhiêu xác đây nè. Cái phần xác này thì mình bỏ đi ha. Tiếp tục mình sẽ lược thêm một lần nữa vào trong cái nồi để mình nấu luôn nè. Nhưng mà lần này thì mình lược một lớp vải the là được rồi. Đó, mình cho vào cái nồi rồi mình lược trực tiếp vào luôn. Nếu như mà ai kỹ thì lược lại một lần nữa rồi hả nấu. Còn nếu không thì cứ để vậy rồi đổ vô nồi nấu luôn cũng được, không sao hết. Nhưng mà mình thấy lược lại một lần nữa nhưng mà nó cũng còn một ít xác nè. Ít thôi chứ không nhiều lắm ha. Đó, bây giờ xong thì mình sẽ bắt lên bếp mình nấu nha. Mình mới bắt lên bếp thì mình cứ cho lửa cao đi, để cho cái nồi nước sữa của mình nó được nóng lên. Và mình dùng cái phía dưới của cái giá đó, mình quậy như thế này nè, quậy đều để thôi, là khi mà nó sôi lên mà mình không quậy á, mình không khuấy như vậy á, là nó sẽ bị dính ở dưới cái đáy nồi á, là nó dễ làm cho cái sữa của mình bị khét lắm ha. Nhưng mà nó bị khét ở dưới cái đáy nồi á, thì cái sữa của mình nó sẽ có mùi khét không ngon. Khi mà cái sữa bắt đầu nó nóng lên á, nó sôi lên rồi thì mình thấy nó có một cái lớp bọt ở trên nè. Bây giờ mình giảm lửa bớt đi để mình hớt bỏ cái lớp bọt ở trên này bỏ đi. Nếu mà mình không có giảm lửa thì mình cứ để nó sôi, mà lỡ mình hớt bọt nó chậm á thì nó sẽ bị dính cái đáy nồi á, nó sẽ dễ làm cho cái sữa của mình bị khét đáy lắm nha. Khi mà nó sôi lên dài dạo vậy đó, tầm khoảng chừng 2 phút thôi, thì cái sữa của mình bây giờ nó bắt đầu thơm đậu nành này nè. Chứ nếu mà cái lúc mà nó còn sống á thì nó sẽ có cái mùi rất là khó chịu. Bây giờ thì mình có nghe được cái mùi sữa đậu nành này đó. Lúc này mình sẽ cho đường vào ha. Với 4 lít sữa này thì mình chỉ cho 200g đường thôi. Mình không có cho đường nhiều, mình cho cái độ ngọt nó nhẹ thôi. Ai mà thích uống ngọt thì khi mà mình múc ra ly đó, mình sẽ cho thêm đường tùy theo ý thích của mình ha. Cho đường vào mình quậy cho nó sôi lên, nó tan hết đường xong thì mình cho lá dứa vào luôn. Cho lá dứa vào rồi mình để cho nó sôi lên một dạo nữa là mình tắt được rồi. Vậy thì nó sẽ giữ được cái mùi thơm của lá dứa, nó sẽ ngon hơn. Mình để cho nó sôi bừng lên cái rồi mình hớt bỏ cái phần bọt này đi, xong là mình tắt lửa ha. Bây giờ là sữa của mình rất là thơm ngon rồi đó. Sau khi mà mình tắt lửa đó, mình nhắc xuống tầm khoảng 1 phút thôi. Mình nhìn thấy ở trên cái bề mặt của cái nồi sữa đậu nành á, nó có một cái lớp giống như là bánh chán mỏng ngang gì nè. Là nồi sữa đậu nành của mình sẽ rất là ngon ha. Nó đậm đặc nè và nó rất là béo nè. Rất là kẹo, đậm đặc lắm. Bây giờ là cái nồi sữa đậu nành đã hoàn thành rồi đó. Nếu như mà ai thích uống sữa đậu nành nóng á, thì mình có thể múc ra ly dùng ngay và liền luôn. Và bây giờ thì mình mời cả nhà cùng thưởng thức cái món sữa đậu nành nóng của mình mới vừa nấu xong. Còn nóng hổi luôn á, mình quậy lên như thế này vừa thổi vừa uống á thì rất là tuyệt vời. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Rất là béo và thơm luôn. Mình cho cái lượng đường như vậy thì mình uống ấy, cái độ ngọt nó vừa thôi, nó không có ngọt lắm. Nếu mà mình thích ngọt thì mình có thể cho thêm đường. Hiện tại bây giờ thì mình thấy có người thích ngọt lắm á, cho nên là mình cho ít đường thôi. Rồi khi nào mà gọi mình muốn dùng đá thì mình sẽ cho đường thêm, rồi mình cho đá vào mình uống nha. Không thì mình cứ để vậy, mình bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh rồi mình dùng từ từ thôi. Rất là béo luôn á. Qua video mình chia sẻ cái món sữa đậu nành nấu ở nhà đến đây mình cũng xin tạm dừng. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nếu xem thấy hay và hữu ích thì nhớ cho mình một like rồi bấm đăng ký theo dõi kênh để cho kênh của mình được phát triển nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.